Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tuyên bố chung về hợp tác song phương. Sau cuộc hội đàm của Tổng thống Nga Putin và Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại thành phố Sochi đã kéo dài hơn 4 giờ, hai nhà lãnh đạo đã thông qua một tuyên bố chung về hợp tác song phương và thúc đẩy giải quyết một số vấn đề của khu vực. Trong tuyên bố chung, các Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga không bị cản trở và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã ký tại Istanbul. Hai nhà lãnh đạo cũng lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời quyết tâm hành động cùng nhau để giải quyết các vấn đề của đất nước này. Tổng thống Putin và Erdogan cũng tuyên bố cam kết của họ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Libya. Họ ủng hộ một quá trình chính trị như vậy trong nước, trong đó người Libya sẽ đóng vai trò chủ đạo. Trong tuyên bố nêu rõ, về các vấn đề khu vực, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ chân thành, thẳng thắn và tin cậy giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được sự ổn định trong khu vực và quốc tế. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tái khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương và nhất trí tiến hành các bước hợp tác trong lĩnh vực giao thông, thương mại, nông nghiệp và du lịch, hợp tác về kinh tế và năng lượng và tổ chức cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hợp tác cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc hội đàm, các Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cập lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực này. Như Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý về việc Thổ Nhĩ Kỳ thanh toán một phần khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Trước đó, mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Putin gọi dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những động mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt cho châu Âu từ Nga. Theo ông, các đối tác trong khu vực nên biết ơn Ankara vì đã đảm bảo quá trình vận chuyển khí đốt của Nga sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn. Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Erdogan vì đã tham gia trực tiếp và thông qua sự trung gian của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. Vấn đề cung cấp ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển đen đã được giải quyết, đồng thời đã thông qua quyết định chọn gói về cung cấp thực phẩm và phân bón của Nga cho thị trường thế giới không bị gián đoạn. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng về sự khởi đầu của một trang mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ông nêu ra các vấn đề về hợp tác năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc ở biển đen, du lịch, các vấn đề khu vực. Ông hy vọng việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akuyu sẽ diễn ra theo đúng tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch, bởi vì đây là công trình có tầm quan trọng trong cung cấp năng lượng cho Thổ Nhĩ Kỳ.